Câu 172 đến câu 175, đây là một cái report, báo cáo ha. Câu 172, cái report thì chủ yếu là về cái điều gì? Đó là dạng câu hỏi về mục đích của các báo cáo, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, campaigns, những cái chiến dịch để làm cho thành phố livable hơn. Câu B, upgrades, những cập nhật cho một cái cơ sở hội nghị quốc tế. Câu C, những thay đổi cho cái building codes của một chính phủ. Câu D, những cái sự cải tiến, cải thiện cho cái ngành du lịch của một thành phố. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đoạn đầu của các báo cáo trước em nhé. Rồi cùng dịch nào. Tourism numbers, các số lượng du khách ở Valencia đã và đang tăng được 3 năm as bởi vì người ta đang bắt đầu discover, khám phá cái city, cái thành phố trên cái bờ biển phía đông của Tây Ban Nha, thường được underrated, được đánh giá thấp này. At the beginning, vào cái thời gian đầu của cái kỳ khảo sát đó, thì thành phố nhận được chỉ dưới 1 triệu du khách một năm, nhưng figures, những cái số liệu, con số gần đây nhất, mới đây nhất, cho thấy rằng cái con số này đã jump to, đã nhảy vọt lên trên 1,4 triệu. Vậy có nghĩa là đoạn này đang nói về việc gì vậy em? Cái sự gia tăng số lượng du khách ở cái thành phố Valencia, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Chỉ có một đáp án là về cái ngành du lịch thôi, là câu nào? À câu D, phải không nào? Improvement, những cái sự cải thiện, cải tiến trong cái ngành du lịch của một cái thành phố ha. Còn câu A là những cái chiến dịch làm cái thành phố livable hơn. À, không có nói như vậy, phải không nào? Rồi câu B, upgrades, nâng cấp cho cái cơ sở hội nghị cũng không có luôn em. Còn câu C, những cái thay đổi cho cái building codes cũng không có đề cập luôn. Đáp án là câu D em nhé. Câu 173, cái điều gì không được đề cập như là một reason, lý do cho cái sự gia tăng về số liệu này? Và từ khóa chính là reason, phải không nào? Đó là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nhé. Câu A trước, new museum facility, một cái viện bảo tàng mới. Và mình vào từ khóa là reason cùng với museum em nhé. Giờ tiếp ha. Ở đây có từ account for, có nghĩa là nguyên nhân cho việc gì. Nó giống với từ reason, phải không nào? Ở phía dưới có từ museum nên em. Đọc cả hai câu này em nha. Có một số các factors, nhân tố, có thể là nguyên nhân cho sự thay đổi này. Vậy từ cái đoạn này trở đi sẽ nói về nguyên nhân rồi, phải không nào? Đọc tiếp nha. Cái museum, cái viện bảo tàng mới này và những cái cơ sở hội nghị ở gần đó chứng tỏ là một cái sự draw, là một cái sự thu hút lớn kể từ khi nó mở cửa vào năm ngoái. Vậy câu A có đề cập là lý do, phải không nào, cho cái sự thu hút khách du lịch đến cái thành phố này ha. Rồi tiếp câu BDM, một cái hệ thống thuế được cập nhật. Vậy từ khóa chính là tax system, phải không nào? Em dò xem có hay không nha. Giờ tiếp đi em, câu này không có, phải không nào? Tiếp theo cũng không có luôn. Tiếp theo cũng không có ha. Tiếp theo cũng không có luôn. Đoạn này đi em. Đoạn số 3, không có nói gì đến tax system hết, phải không nào? Đoạn cuối cùng luôn đi em. Cũng không có cái gì mà liên quan đến tax system hết em. Vậy tạm thời á, là câu B mình để đây nha. Câu B là không thấy nè. Mình giờ tiếp câu C và câu D cho chắc đi em. Câu C là gì đây? Marketing campaign, một cái chiến dịch marketing. Vậy em giờ xem có hay không. Ở đây form nào lúc nãy mình thấy rồi. Đây là em, campaign, advertising campaign, là cái chiến dịch quảng cáo. Nó cũng giống với lại marketing campaign. Form nào rồi em cùng đọc nha. Thêm vào đó thì cái sự phát động cái chiến dịch quảng cáo international, quốc tế của chính phủ của thành phố đó, cách đây 2 năm cũng beneficial, có lợi. Cái thành phố được quảng cáo qua TV nè, sách báo nè và những cái phương tiện truyền thông xã hội như là một cái điểm đến du lịch. Ok, vậy đây cũng là một cái yếu tố làm cho thu hút khách du lịch đến đây, phải không nào? Vậy là câu C có đề cập luôn ha. Rồi vậy tiếp câu D em nha. Shorter transit time. Transit time là thời gian đi lại đấy em. Thời gian vận chuyển, thời gian đi lại nó ngắn hơn. Ok, vậy mình dò thời gian đi lại xem có hay không nha. Ở đây form nào, có từ travel time nè. Cùng đọc câu này thử nhé em. An update, những cái sự cập nhật cho cái dịch vụ đường sắt từ Valencia đến Madrid và Barcelona đã reduce, đã làm giảm cái thời gian đi lại significantly, một cách đáng kể. Vậy là câu D có đề cập luôn, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? À, câu B ha. Một cái hệ thống thuế được cập nhật, không có đề cập gì cả ha. Câu 174, cái điều gì được chỉ ra được nói về Madrid? Về từ khóa chính là Madrid, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó được selected, được chọn lựa bởi một cái consultancy như là nơi có chất lượng cuộc sống cao ha. Câu B, nó thì ít phổ biến với lại du khách hơn là Barcelona trong 3 năm. Câu C, cái thời gian đi lại của nó từ Valencia đã được shorten, đã được rút ngắn. Đáp án là câu C, phải không nào? Đó là mình có dò rồi đây em. Đọc lại nha. Ở đây form updates và những cái sự cập nhật cho dịch vụ đường sắt từ Valencia đến Madrid và Barcelona đã reduce, đã làm giảm cái thời gian đi lại significantly, một cách đáng kể. Ok, vậy đáp án là câu C luôn em nhé.
Câu 175. Why, tại sao Valencia được rank, được xếp hạng ở vị trí thứ 3 về từ khóa chính là third place for now, sẽ bán trước nha câu A. Nó thì popular, phổ biến với lại những vị khách mà đi công tác. Câu B. Nó gần đây đã update, đã cập nhật cái location, cái địa điểm waterfront của nó. Câu C. Nó offers, nó cung cấp cho residents, cư dân những cái ngôi nhà affordable, có giá cả phải chăng. Câu D. Nó lên lịch cho nhiều cái hoạt động ở ngoài trời. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem từ khóa third place đang ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào có từ third place nè em. Rồi cùng đọc em nha. The consultancy Apollo & Company gần đây đã đặt cái thành phố này ở cái vị trí thứ 3 trong cái báo cáo về cái chất lượng cuộc sống ở những thành phố nhỏ ở European là châu Âu. Chưa có nói đến lý do form nào giờ tiếp nha. Họ cited, họ nói rằng cái location waterfront dễ thương của nó, chi phí nhà cửa low là thấp và cái infrastructure, những cái cơ sở hạ tầng hiện đại là lý do cho cái thứ hạng cao này. Vậy thì có 3 lý do làm cho nó đứng hạng cao phải không nào? Thứ nhất là waterfront location, cái thứ hai là chi phí nhà cửa thấp và cái thứ ba là cơ sở hạ tầng hiện đại. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B có nói đến waterfront location phải không nào? Và câu C có nói đến nhà cửa có chi phí phải chăng, có giá cả phải chăng? Vậy theo em là câu B hay câu C? Câu B là gì? Nó gần đây đã cập nhật cái location waterfront của nó. Có nói như vậy không em? Đâu có nói cập nhật đâu phải không nào? Vậy đáp án chính xác nhất là câu C. Nó cung cấp nhà affordable, có giá cả phải chăng, chính là chi phí nhà cửa thấp em ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng được highlight trong bài này kem nhé. Đầu tiên mình có từ trend, là xu hướng hay là xu thế đó. Cái report là báo cáo hay là bản tin ha? Cái báo cáo bản tin về xu hướng xu thế của thành phố Valencia. Tourism numbers, những cái số lượng khách du lịch ở Valencia đã và đang tăng trong 3 năm. As, bởi vì người ta đang bắt đầu discover, động từ discover là khám phá đây. Đang bắt đầu khám phá cái city, cái thành phố trên cái coast, là cái bờ biển đó, eastern ở phía đông của Tây Ban Nha, thường được underrated, mình có từ underrate, động từ là đánh giá thấp đêm. Rate là đánh giá, còn underrate là đánh giá thấp ha. Có gì lại câu này? Bởi vì người ta đang bắt đầu discover, khám phá cái thành phố trên cái bờ biển phía đông của Tây Ban Nha, thường được đánh giá thấp này. At the beginning, vào cái thời gian đầu của cái đợt khảo sát thì thành phố chỉ nhận được dưới 1 triệu du khách một năm. Nhưng cái figure, mình có từ figure là số liệu hay là con số đây. Nhưng những cái số liệu, con số latest, gần đây nhất, mới nhất đã cho thấy rằng cái con số này đã nhảy lên trên 1,4 triệu. Có một số cái factor, mình có từ factor là nhân tố đây. Có một số nhân tố mà nó account for, mình có từ account for có nghĩa là giải thích cho hoặc là nguyên nhân cho cái việc gì ha. Cô dịch lại, có một số cái nhân tố mà nó giải thích cho là nguyên nhân cho cái sự thay đổi này. Cái museum, cái viện bảo tàng nghệ thuật Iberian Sanchez mới và cái conference facilities, cái cơ sở hội nghị ở gần nó đã proven, mình có động từ proof, có nghĩa là chứng minh hoặc là chứng tỏ nha em. Chứng minh hoặc là chứng tỏ ha, đã chứng tỏ là một cái draw, là cái sự thu hút hay là cái sự lôi cuốn em. Danh từ draw là sự thu hút hay là sự lôi cuốn ha. Đã chứng tỏ là một cái sự thu hút lôi cuốn lớn kể từ khi mở cửa vào năm ngoái. Và những cái updates cập nhật cái dịch vụ đường sắt từ Valencia đến Madrid và Barcelona đã reduce, là làm giảm đem, reduce là giảm ha, đã làm giảm cái travel time, cái thời gian đi lại significantly, là một cách đáng kể ha. With, cùng với cái expansion là sự mở rộng đem, danh từ expansion là sự mở rộng ha, sự mở rộng hay là việc mở rộng, cùng với cái việc mở rộng cái sân bay major là lớn đem, bởi vì được hoàn tất trước cuối năm nay thì mọi thứ được dự đoán là sẽ trở nên tốt hơn cho Valencia. In addition, thêm vào đó thì cái launch, mình có từ launch có nghĩa là sự ra mắt, tung ra cái gì đó mới ha. Từ này vừa là động từ vừa là danh từ là sự ra mắt, còn động từ là ra mắt, được không nào? Sự ra mắt là sự tung ra cái gì đó mới. Rồi, cùng với, thêm vào đó thì cái sự ra mắt hay là cái sự phát động cái campaign là chiến dịch đem, cái chiến dịch quảng cáo international, quốc tế của chính phủ thành phố cách đây 2 năm đã chứng tỏ beneficial, là có lợi hay là có ít ha. Có lợi hay là có ích, đã chứng tỏ là có lợi, có ích.
The City, cái thành phố này thì được quảng cáo qua TV nè, print là sách hay là báo chí ha, những cái bản in đó, và cái phương tiện truyền thông xã hội như là một cái destination. Mình có từ destination là điểm đến đây. Destination là điểm đến ha, như là một cái điểm đến tourism dành cho khách du lịch. Reaction, mình có động từ react là phản ứng, reaction là sự phản ứng ha. Sự phản ứng cho cái chiến dịch này á, thì tiếp tục positive, mình có từ positive là khả quan hay là tích cực đây. Positive là khả quan hay là tích cực ha. Finally, cuối cùng, as well as cũng như là cái attraction, cái sự thu hút của nó đối với khách du lịch và những vị khách doanh nghiệp, những vị khách mà đi công tác đó, thì Valencia ngày càng được recognize, mình có động từ recognize là công nhận đấy, ngày càng được công nhận như là một cái nơi rất là tuyệt vời để mà sống. The consultancy, mình có từ consultancy là cái cơ sở tư vấn hay cái cơ quan tư vấn ha. À, cái cơ sở tư vấn, cơ quan tư vấn Apollo & Company gần đây đã đặt cái thành phố này ở cái vị trí thứ 3 trong cái báo cáo đo về cái chất lượng sống ở những cái thành phố nhỏ của châu Âu. Họ cited, mình có từ cite, nó bằng với từ mention đấy, nói đến, đề cập đến ha. Họ đã đề cập đến rằng á, cái location, cái địa điểm waterfront là ở bờ sông đấy. Cái địa điểm ở cái khu vực bờ sông dễ thương, cái chi phí nhà cửa nó thấp và cái infrastructure là cơ sở hạ tầng đấy. Infrastructure, cơ sở hạ tầng ha. Và những cái cơ sở hạ tầng hiện đại là những cái lý do cho cái thứ hàng cao của nó. Được không nào? Rồi tiếp câu 172. Câu C mình có từ code. Thường thường mình gặp cái từ code có nghĩa là mã hay là mật mã, nhưng cái từ code còn có nghĩa là luật, bộ luật hay là điều lệ nữa ha. Code, luật, bộ luật hay là điều lệ. Vậy câu C có nghĩa là những cái thay đổi cho cái luật building, xây dựng của chính phủ. Rồi tiếp câu D mình có từ improve, mình là sự cải thiện hay là sự cải tiến ha. Câu 173, câu D mình có từ transit time, nó bằng với từ travel time là thời gian đi lại đây. Câu 174, câu C mình có từ shorten. Tính từ short là ngắn, shorten là động từ, có nghĩa là rút ngắn nha em nha. Rút ngắn ha. Câu C có nghĩa là cái thời gian đi lại đem, transportation time, nó cũng bằng với lại travel time và transit time, cái thời gian đi lại của nó từ Valencia đã được shorten, đã được rút ngắn ha. Câu D mình có từ form, có nghĩa là công ty ha, nó bằng với từ company, công ty. Rồi tiếp câu mình có từ strategy, danh từ là chiến lược đây. Strategy là chiến lược ha. Vậy câu D có nghĩa là cái council, cái hội đồng của thành phố đã hire, đã thuê một cái công ty để mà phát triển một cái strategy, cái chiến lược marketing, chiến lược quảng cáo. Câu 175, câu C mình có từ affordable, có nghĩa là giá phải chăng đây. Giá cả phải chăng, hợp lý ha. Câu C có nghĩa là nó offer, nó cung cấp cho residents, cư dân những căn nhà có giá phải chăng, được không nào? Câu 176 đến câu 180 gồm có hai bài đọc, bài số 1 là một cái lá thư, bài số 2 là email ha. Câu 176, why, tại sao lá thư được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của lá thư, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, to describe, để miêu tả những cái bước cần thiết để obtain, có được một cái card. Câu B, to inform, để thông báo cho một khách hàng về cái change, cái sự thay đổi trong cái correspondence, là cái sự trao đổi thư tín. Câu C, to alert, để cảnh giác, cảnh báo cho một người sử dụng online banking về những cái transaction, những cái giao dịch bất thường. Câu D, to offer, để cung cấp những cái thông tin về chính sách cho việc khôi phục tái chế những cái hóa đơn đến cái người chủ tài khoản. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào đoạn đầu của cái lá thư trước nha em. Rồi cùng dịch ha. Gửi Miss Orange, cái lá thư này là để phản hồi lại cái request, yêu cầu của bạn để mà sign up, đăng ký cho những cái statements, bản sao kê paperless. Mình có từ paper là giấy, paperless là không dùng giấy, là những cái bản sao kê điện tử thôi. Những cái bản sao kê của bạn bây giờ sẽ được gửi qua email vào ngày 25 mỗi tháng. Vẽ đang thông báo về việc gì vậy em? Thông báo về việc là chuyển sang dùng những cái bản sao kê điện tử, phải không nào? Do đó vào ngày 25 mỗi tháng sẽ nhận được những cái bản sao kê qua cái email, phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Em đọc lại thử xem. Câu A, miêu tả những cái bước để mà có được cái card, không có đề cập cái card gì cả, phải không nào? Còn câu B, thông báo cho khách hàng về cái sự thay đổi trong cái correspondence, cái sự trao đổi thư tín, có phải không nào? Có nghĩa là từ bây giờ sẽ nhận cái statements, bản sao kê qua email,
là thư tín là email là có nè em, phải không? Cái sự thay đổi ở đây á chính là chuyển sang dùng bản sao kê điện tử. Vậy là câu B là có, phải không nào? Để chắc hơn mình cho câu C luôn em. Câu C là gì? Thông báo cho người sử dụng online banking về những cái giao dịch bất thường không có nói đến, phải không nào? Câu D là để cung cấp thông tin chính sách, thông tin chi tiết về một cái chính sách. Đâu có đâu, phải không? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì đây em? Là câu B ha. Có 177 cái điều gì được nói về paperless statements, những cái bản sao kê điện tử trong cái lá thư. Vậy từ khóa chính là paperless statements, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Chúng phải được retain, giữ lại bởi cái người nhận cho cái mục đích thuế. Câu B. Chúng require, yêu cầu cái password, cái mật khẩu được chỉ định để mà mở ra. Câu C. Chúng có thể được access, truy cập từ một cái tài khoản online bất cứ lúc nào. Câu D. Chúng contain chứa ít thông tin hơn là những cái tài liệu bằng giấy mà được mail, được gửi qua đường bưu điện. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa paperless statements đang ở vị trí nào và cái thông tin gì nói về cái này anh nhé. Giờ tiếp ha, cái bài số 1 đang nói về paperless statements nè. All such statements, tất cả những cái bản sao kê như vậy, có nghĩa là những cái bản sao kê điện tử đó, thì cũng sẽ accessible, có thể được truy cập từ cái tài khoản online của bạn, và bạn sẽ có thể in chúng at your convenience, vào cái sự thuận tiện của bạn, có nghĩa là bất cứ lúc nào bạn cần á thì bạn có thể truy cập vào tài khoản online để xem cái bản sao kê và rồi in nó ra, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu C, phải không? Chúng có thể được truy cập từ một cái tài khoản online vào bất cứ lúc nào ha. Câu 178. Theo như lá thư thì how can, làm thế nào, bằng cách nào, cái bản in của statements, những cái bản sao kê có thể được yêu cầu. Lúc nãy mình đọc rồi, phải không nào? Ở đây nè em, là chỉ cần làm gì thôi? Là truy cập vào cái tài khoản online và bạn sẽ có thể in chúng vào cái sự thuận tiện của bạn, có nghĩa là lúc nào mình muốn in cũng được hết, phải không nào? Vậy thì em xem mà đáp án là câu nào ha. Câu A là gì? Bằng việc email cho cái trung tâm dịch vụ, không cần, phải không nào? Câu B, gọi điện cho bộ phận kế toán, cũng không cần luôn, mình chủ động in được mà. Câu C, bằng cách chọn một cái sự lựa chọn online trực tuyến, được, có nghĩa là truy cập online rồi mình chọn mình in trực tuyến luôn. Còn câu đây là gì em? Gửi fax một cái form yêu cầu là không cần luôn, phải không nào? Đáp án là câu C ha. Câu 179. Why, tại sao Miss Orange được yêu cầu check, kiểm tra cái bản sao kê của cô ấy? Vậy từ khóa chính là check, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó includes, nó bao gồm, nó đính kèm một cái notification, thông báo quan trọng. Câu B, nó có cái thông tin liên lạc incorrect, không chính xác. Câu C, nó show, nó thể hiện một số cái mức phí thêm cho những cái dịch vụ. Câu D, nó là cái đầu tiên mà cô ấy nhận được. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là check đang ở vị trí nào em nha. Dò tiếp bài số 1 luôn ha. Cái đoạn sau mình chưa dùng nè. Rồi cùng đọc nào. Chúng sẽ contain, sẽ chứa tất cả những cái thông tin mà nó giống với lại cái thông tin được bao gồm trong cái bản sao kê bằng giấy của bạn. Để mà protect, bảo vệ cái tài khoản, cái thông tin tài khoản của bạn, vui lòng hãy đảm bảo rằng cái device, cái thiết bị mà bạn sử dụng để mà download và lưu những cái bản sao kê điện tử, nó secure, nó an toàn. Chưa có nói gì đến cái việc kiểm tra bản sao kê hết, form nào. Đọc tiếp nha. Nếu bạn muốn cái bản sao kê bằng giấy được mail, là được gửi qua đường bưu điện đến cái địa chỉ chính của bạn, bên cạnh những cái bản sao kê điện tử, thì hãy đăng nhập vào trong tài khoản của bạn và đánh dấu check vào trong cái hộp ở cái ô mail my statement bên dưới cái delivery preferences. Keep in mind that, hãy nhớ rằng Maxfield Financial Group sẽ tính phí hàng năm là $24 cho những khách hàng, những ai mà chọn nhận cái bản sao kê bằng giấy. Nếu bạn muốn ngừng cái việc nhận những cái bản sao kê điện tử và revert back, trở lại chỉ dùng những cái bản sao kê bằng giấy được gửi qua đường bưu điện, thì hãy trở lại tài khoản và uncheck, bỏ cái dấu check ở cái ô email my statement. Nó cũng chưa nói gì đến cái việc kiểm tra cái statement cả, phong nào. Vậy rất có thể là ở bài số 2 đây em. Mình giờ tiếp bài số 2 nha. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Miss Orange luôn nè em. Rồi cùng đọc nha. Vui lòng hãy tìm cái statement, cái bản sao kê điện tử của bạn cho tháng 5 được đính kèm. Bởi vì đây là cái bản sao kê điện tử đầu tiên mà được gửi đến bạn, cho nên vui lòng hãy review, hãy xem xét nó một cách cẩn thận và liên hệ với trung tâm dịch vụ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay là cái sự lo lắng nào. Vậy thì em xem nè, ở đây có từ review là xem lại, mà xem lại chính là kiểm tra lại đó em. Vậy thì lý do tại sao phải kiểm tra lại với em, anh đọc lại nè. Bởi vì as đây là cái bản sao kê điện tử đầu tiên được gửi đến bạn, nên hãy vui lòng xem lại một cách cẩn thận, xem có cái câu hỏi hay là cái lo lắng hay là cái vấn đề gì không, được không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu D, phải không? Cô ấy được yêu cầu kiểm tra lại cái bản sao kê là bởi vì đây là lần đầu tiên mà cô ấy nhận được nó ha.
Có 180 cái điều gì được nói về Miss Orange. Vậy từ khóa chính là Miss Orange form nào? Xem bản trước nha cô A. Cô ấy đã thông báo, đã báo tin cho một cái nhà cung cấp tài chính về cái sự thay đổi địa chỉ. Câu B, cô ấy phải nộp toàn bộ cái khoản tiền thanh toán trong vòng 7 ngày. Câu C, cô ấy đã báo cáo một cái error, một cái lỗi được tìm thấy trên cái bản sao kê hàng tháng. Câu D, cô ấy đã trả một cái mức phí hàng năm cho Maxfield Financial Group. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái bài này nói gì về Miss Orange nha em. Mình đang dò bài số 2 phải không nào? Chờ tiếp bài số 2 nha. We have received, chúng tôi đã nhận được cái thanh toán của bạn và cái bản copy của bạn á sẽ đến thông qua mail đường bưu điện trong vòng từ 5 đến 7 ngày tới. Vậy thì em xem cái copy mà đến qua đường bưu điện á chính là cái gì vậy? Lúc này mình có dò bài số 1 rồi phải không nào? Đầu dòng của đoạn số 2 đó em. Đây nè, nếu bạn muốn cái bản sao kê bằng giấy được mail, được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của bạn, vậy cái copy đó chính là cái bản sao kê bằng giấy phải không nào? Mà lúc nãy mình có đọc là nếu mà chọn sử dụng, nhận được cái bản sao kê bằng giấy đó thì phải làm gì vậy? Đây nè, keep in mind that, hãy nhớ rằng Maxfield Financial Group sẽ tính phí hàng năm là 24 đô cho những khách hàng, những người mà chọn nhận cái bản sao kê bằng giấy. Vậy điều này có nghĩa là gì vậy em? Miss Orange phải đóng phí là 24 đô cái phí hàng năm phải không nào? Vậy đáp án là câu nào về em hả? À, câu đi ha, là Miss Orange đã trả cái mức phí hàng năm cho Maxfield Financial Group để mà nhận được những cái bản sao kê bằng giấy. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là một cái lá thư gửi từ Maxfield Financial Group gửi đến cho Miss Orange. Đây là địa chỉ của cô ấy ha, gửi Miss Orange. Cái lá thư này là để phản hồi lại cái request, yêu cầu của bạn về việc sign up, là đăng ký đây. Sign up, đăng ký ha. Đăng ký cho những cái statements là bản sao kê, những cái bản sao kê điện tử, những cái bản sao kê của bạn bây giờ sẽ được gửi via email, thông qua email vào ngày 25 của mỗi tháng. Tất cả những cái bản sao kê này á thì cũng sẽ accessible. Mình có từ accessible tính từ là có thể truy cập đi. Có thể được truy cập từ cái tài khoản online của bạn và bạn sẽ có thể in chúng vào cái sự thuận tiện của bạn. Có nghĩa là bất cứ khi nào bạn muốn hay là bạn cần thì đều có thể in được hết ha. Rồi, chúng thì sẽ contain. Mình có từ contain có nghĩa là chứa đựng hay là bao gồm đây. Chứa hay là bao gồm ha. Chúng thì sẽ chứa tất cả những cái thông tin mà giống như những cái thông tin mà được included, bao gồm trong cái bản sao kê bằng giấy của bạn. Để mà protect là bảo vệ đây. Để bảo vệ cái thông tin tài khoản của bạn thì vui lòng hãy ensure, đảm bảo rằng cái device là thiết bị mà bạn sử dụng để mà tải và lưu những cái bản sao kê điện tử của bạn thì secure là an toàn đây. Secure, an toàn ha. Tính từ secure, an toàn. Rồi, nếu bạn muốn cái bản sao kê bằng giấy được mail là được gửi qua đường bưu điện đây. Từ này rất là hay gặp nha, mail không phải là email mà là gửi qua đường bưu điện. Nếu bạn muốn cái bản sao kê bằng giấy của bạn được gửi qua đường bưu điện đến cái địa chỉ primary là chủ yếu hay là chính đây, chính hay là chủ yếu ha, đến cái địa chỉ chính của bạn bên cạnh những cái bản sao kê điện tử thì log on, mình có từ log on có nghĩa là đăng nhập đây, đăng nhập ha, thì hãy đăng nhập vào trong cái tài khoản của bạn và đánh dấu check vào trong cái ô mail my statement bên dưới cái ô delivery preferences. Keep in mind, hãy nhớ rằng Maxfield Financial Group sẽ charge là tính phí đem. Một cái phí annual là hàng năm là 24 đô cho những clients là khách hàng, những ai mà chọn receive, nhận những cái bản sao kê bằng giấy. Nếu bạn muốn ngừng cái việc nhận những cái bản sao kê paperless điện tử và revert back, mình có từ revert back có nghĩa là trở lại ha. Trở lại. Và trở lại chỉ sử dụng những cái bản sao kê bằng giấy thôi đó, được mail, được gửi qua đường bưu điện thôi đó, thì hãy trở lại tài khoản của bạn và uncheck, bỏ dấu check ở cái mục email my statement được không nào, rồi ký tên ha. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho Miss Orange, gửi từ dịch vụ khách hàng, ngày gửi là 25 tháng 5, chủ đề là bản sao kê tháng 5 của bạn, cái tệp đính kèm là cái bản sao kê tháng 5 ha, gửi Miss Orange. Vui lòng hãy tìm cái bản sao kê điện tử từ Maxfield Financial Group của bạn cho tháng 5 được attach và được đính kèm trong cái email này. As bởi vì đây là cái bản điện tử, cái bản sao kê điện tử đầu tiên được gửi đến bạn. Vui lòng hãy xem lại nó một cách cẩn thận và hãy liên hệ với lại trung tâm dịch vụ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc là cái concern nào. Mà có từ concern là sự lo lắng hay là vấn đề đấy.
vấn đề hay là sự lo lắng ha. Chúng tôi đã nhận được cái số tiền thanh toán của bạn và những cái bản copy sao kê của bạn đó sẽ đến thông qua cái mail tại đường bưu điện trong vòng từ 5 đến 7 ngày nữa. To ensure, để đảm bảo rằng bạn nhận được cái notification, là những cái thông báo nè, những cái thông báo về bản sao kê hàng tháng, thì hãy đảm bảo rằng giữ cái địa chỉ postal, địa chỉ bưu chính và địa chỉ email current hiện tại trên cái file cùng với chúng tôi. Nếu bạn dự định lên kế hoạch để mà thay đổi chúng thì đơn giản là hãy update, cập nhật chúng ở cái mục personal information, thông tin cá nhân trên website của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng cái địa chỉ email làm việc thì hãy nhớ rằng một số companies, công ty có lẽ có thể là block, mình có từ block là ngăn chặn đây, ngăn chặn ha. Một số công ty thì có thể là ngăn chặn cái receipt, danh từ là cái việc nhận đây. Receipt có nghĩa là hóa đơn, hoặc có nghĩa là cái việc nhận, nó là danh từ của từ receive á. Sẽ ngăn chặn cái việc nhận những cái email cá nhân của nhân viên. Được không nào? Rồi ký tên ha. Có 176 câu em mình có từ obtain là lấy được hay là có được đây. Câu B mình có từ correspondence là trao đổi thư tín ha. Correspondence, trao đổi thư tín. Câu C mình có từ alert là cảnh giác hay là cảnh báo đây. Transaction là sự giao dịch ha. Sự giao dịch. Câu C là để cảnh báo cảnh giác cho một người sử dụng online banking. Những cái sự giao dịch unusual, bất thường. Câu 177, câu A mình có từ retain là giữ lại đây. Retain, giữ lại ha. Câu B mình có từ assign là chỉ định đây. Assign, chỉ định. Câu B là chúng yêu cầu một cái mật khẩu được chỉ định để mà mở ra. Câu C mình có từ access là truy cập á. Access là truy cập ha. Câu D contain là chứa hay là bao gồm, tôi đã gặp rồi ha. Câu 179, câu A mình có từ notification là thông báo nè. Câu B mình có từ incorrect là không chính xác ha, không đúng, không chính xác. Câu C additional là thêm, được không nào? Ở đây là những cái phí thêm á. Ok. Câu 180, câu A mình có từ notify, nguyên thể là như thế này, có nghĩa là báo tin hay là thông báo ha. Câu B mình có từ submit là gì? Là nộp, được không nào? Nộp ha. Rồi câu C error là cái lỗi ha. Error là lỗi. Ok. Câu 181 đến câu 185 gồm có hai bài đọc. Bài số 1 là thông báo, bài số 2 là lịch trình ha. Câu 181, cái announcement, cái thông báo thì chủ yếu nói về việc gì? Đó là dạng câu hỏi về mục đích của thông báo phải hôm nào? Đối với dạng này thì mình đọc đoạn trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, a request, một cái yêu cầu cho những cái performers, người trình diễn, cho những cái buổi hòa nhạc. Câu B, một cái chính sách được revise, được chỉnh sửa lại liên quan đến những cái tài liệu quảng cáo. Câu C, a campaign, một cái chiến dịch để mà tăng số lượng thành viên trong một nhóm. Câu D, một cái cơ hội promotional, quảng cáo cho những cái tổ chức hay là doanh nghiệp địa phương. Rồi cùng đọc cái đoạn đầu của thông báo trước em nhé. Announcement, thông báo dành cho những chủ doanh nghiệp ở Woodlands. Rồi em xem là các association, cái hiệp hội này nè, thì đang lên kế hoạch dự định để mà host, tổ chức những cái buổi hòa nhạc vào tối thứ năm trên cái lawn của quảng trường trung tâm từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7, từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Chúng tôi đã tổ chức những cái buổi hòa nhạc qua một số năm và đã có được cái turnout tốt mỗi lần. Có một cái đáp án là về những cái buổi hòa nhạc là câu nào vậy em? Câu A, em đọc lại thử nha, câu A là gì đây? Yêu cầu dành cho những người trình diễn cho những cái buổi hòa nhạc. Có nói gì đến yêu cầu cho người trình diễn không em? Không phải không nào, vậy mình đọc tiếp nha. However, tuy nhiên cái sự kiện lần này á, thì nó entail một cái expense là chi phí significant, là đáng kể cho cái hiệp hội, bởi vì chúng tôi hầu hết phải trả tiền cho performers, những người trình diễn. As a result, kết quả là chúng tôi cung cấp, hay là do đó chúng tôi cung cấp cho những cái doanh nghiệp địa phương một cái opportunity, cơ hội để sponsor, tài trợ cho buổi hòa nhạc. Cái điều này sẽ giúp cho cái hiệp hội có thể control, quản lý, kiểm soát được cái chi phí. Trong lúc đó thì có thể quảng cáo được cái cửa hàng, cái shop của bạn đến công chúng. Vậy thì em xem nè, nó thông báo đến việc gì vậy em? Thông báo về cái cơ hội cho những doanh nghiệp ở địa phương về cái việc tài trợ cho buổi hòa nhạc. Khi mà tài trợ như vậy thì họ có thể quảng cáo cái hình ảnh của cửa hàng và shop của họ đến công chúng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu D, phải không? Một cái cơ hội promotional, quảng cáo cho những cái establishment, những cái tổ chức doanh nghiệp ở địa phương ha. Ở đây mình có từ establishments là tổ chức hay là doanh nghiệp, nó giống với từ business đây. Đáp án là câu D ha.
Câu 182 theo như thông báo thì cái goal, mục tiêu mục đích của sự kiện là gì? Vậy từ khóa chính là goal, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Tăng các hoạt động kinh tế trong một cái thị trấn, câu B fostering, thúc đẩy tăng cường cái interaction, sự tương tác giữa doanh nghiệp và công dân. Câu C recognizing, công nhận khen ngợi những tài năng, năng lực sáng tạo của những người trình diễn địa phương. Câu D raising money, gây quỹ cho một cái chương trình từ thiện. Rồi bây giờ mình cùng vào xem từ khóa goal đang ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp bài số 1 ha. Đoạn số 2 có không em? Không có goal hay là mục tiêu gì hết phải không nào? Giờ tiếp đoạn cuối cùng luôn nha. Ở đây có từ aim to là nhắm tới, hướng tới một cái mục tiêu, mục đích em. Nó giống nghĩa với từ goal phải không nào? Và ở đây có từ goal nữa em. Mình đọc câu này nha. Cái hiệp hội này á, thì nhắm tới, hướng tới cái việc là mang cái cộng đồng, những doanh nghiệp và cư dân địa phương, bring together, mang đến với nhau. Và những cái buổi hòa nhạc được sponsor, được tài trợ sẽ là một cái cách rất là thú vị để mà đạt được mục tiêu đó. Vậy mục tiêu là gì vậy em? Mang những cái doanh nghiệp và những cư dân ở địa phương đến với nhau phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu B phải không nào? Là foster, tăng cường, thúc đẩy cái sự tương tác giữa những doanh nghiệp và công dân ha. Câu 183, cái đề gì được nói về những buổi hòa nhạc vào buổi tối? Vậy từ khóa chính là evening concerts phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Conditions, những điều kiện thời tiết tệ có thể làm cho chúng được tổ chức ở trong nhà. Câu B, chúng được trả một phần bởi cái donations, những cái sự quyên góp từ khán giả. Câu C, co-sponsors, những công ty đồng tài trợ có thể distribute, phân phát tờ rơi và những cái mẫu sản phẩm tại những cái buổi hòa nhạc này. Câu D, chúng sẽ take place, diễn ra lần đầu tiên tại cái quảng trường trung tâm vào năm nay. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem evening concerts nằm ở vị trí nào nha. Ở bài số 1 phải không nào, lúc nãy mình có thấy đó. Đây nè. Nhưng mà đoạn số 1 này mình dò rồi phải không nào? Vậy mình dò tiếp đoạn số 2 đi em. Đoạn số 2 chưa sử dụng thông tin nè. Ok. Cái sponsorship, cái việc tài trợ thì sẽ bao gồm một cái banner với tên của doanh nghiệp của bạn ở trên đó và sẽ được gắn lên trên cái sân khấu biểu diễn. Bạn sẽ có thể lựa chọn để mà setting up, thiết lập, bố trí một cái quầy, cái gian hàng promotional quảng cáo trên cái lawn và được phép handout, phân phát những cái tờ rơi, tờ quảng cáo và giveaway, tặng những cái phiếu khuyến mãi và những cái mẫu sản phẩm. Có một cái đáp án là về tờ rơi, tờ quảng cáo và mẫu sản phẩm là câu nào vậy em? Câu C em đọc lại nha. Co-sponsors, những người đồng tài trợ, những công ty đồng tài trợ thì có thể phân phát flyers, tờ rơi, tờ quảng cáo và những cái mẫu sản phẩm tại những cái buổi hòa nhạc. Những cái người tài trợ thì có thể phân phát rồi đó em. Nhưng mà co-sponsor thì có thể hay không? Mình chưa thấy nhắc tới phải không nào? Thì mình đọc tiếp xem có nói gì đến co-sponsor hay không nha. Giờ tiếp đi em. There's những ai, những công ty nào mà sponsor, tài trợ cho buổi hòa nhạc $500 hoặc nhiều hơn, là từ $500 trở lên á, thì cũng sẽ có cái tên của doanh nghiệp của họ, logo, thông tin liên hệ được in trên cái quảng cáo sự kiện ở trong cái newspaper, cái tờ báo này. Chưa đến gì co-sponsor cả phải không nào? Giờ tiếp đi em xem cái này có hay không. Không có phải không nào? Giờ tiếp bài số 2 luôn đi em. Tại vì bài số 2 là về cái lịch trình của cái buổi hòa nhạc, rất có thể nói về cái việc tài trợ ha. Đây có từ co-sponsorship nè em, nó là gì đây? Cái việc mà đồng tài trợ bởi hai công ty thì cũng permissible, có thể được cho phép. Đọc từ đầu luôn cho dễ hiểu nha. Bên dưới là một cái lịch trình của buổi hòa nhạc. Cái giá mà tài trợ á, thì được xác định bằng cái chi phí của cái người trình diễn hoặc là cái ban nhạc. Mỗi cái gói tài trợ đó thì bao gồm một cái banner và một cái quầy, cái gian hàng quảng cáo nếu mà muốn. Co-sponsorship bởi hai công ty thì cũng được cho phép luôn. Vậy có nghĩa là co-sponsor đó em thì cũng có thể là đặt banner và đặt cái quầy gian hàng quảng cáo phải không nào? Vậy có nghĩa là co-sponsor thì cũng được quyền gì em? Phân phát những cái tờ rơi, tờ quảng cáo, coupons, phiếu khuyến mãi và những cái mẫu sản phẩm tại cái concert, cái buổi hòa nhạc phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu C ha, câu này hơi khó một chút đó, đó là câu liên hệ ha. Câu 184, sponsors, những nhà tài trợ được yêu cầu làm gì? Sẽ đáp án trước nha câu A, cover, chi trả những cái chi phí. Vì handouts là về những cái được phát ra là tờ rơi đó em. Câu B, finalize, quyết định cái lịch trình cho buổi hòa nhạc. Câu C, cung cấp những cái mẫu sản phẩm. Câu D, ký hợp đồng với những performers, những người trình diễn. Rồi bây giờ mình cùng dò tiếp em nha. Mình dò tiếp bài số 2 nha, bài số 1 dò hết rồi. Rồi cùng đọc nào. Any distributed items, bất kỳ những cái sản phẩm hay là món đồ nào được phân phát thì không phải là cái phần trong cái chi phí được liệt kê
có nghĩa là không nằm trong chi phí được liệt kê và phải được trả bởi sponsor, bởi nhà tài trợ. Vậy thì em xem nè, bất kỳ những cái sản phẩm, cái món đồ nào được phân phát á, thì phải được chi trả bởi nhà tài trợ. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu A phải không nào? Là nhà tài trợ phải chi trả cái chi phí cho cái tờ rơi mà họ phân phát ha. Ok, đáp án là câu A. Câu 185. Đối với cái buổi hòa nhạc nào thì sponsor, những nhà tài trợ không có cái thông tin của họ được in trong cái tờ báo địa phương? Đáp án là những cái tên của buổi hòa nhạc phải không nào? Em sẽ nói bài số mấy? Bài số 2 phải không? Đây nè. Nhưng mà lúc nãy mình có dò thông tin ở bài số 1 là để mà được in cái thông tin trong tờ báo thì các nhà tài trợ phải làm gì em? Em xem lại nha. Đây nè, there's đối với những ai mà tài trợ cái buổi hòa nhạc từ 500 đô trở lên á, thì sẽ có cái thông tin của họ gồm tên, logo, thông tin liên lạc được in cùng với cái quảng cáo của sự kiện trong cái tờ báo. Vậy để mà thông tin không có in trong cái tờ báo á, thì họ sẽ tài trợ cho cái concert, cái buổi hòa nhạc nó dưới 500 đô phải không? Vậy em xem bài số 2 đi, xem cái buổi hòa nhạc nào nó dưới 500 đô. Một cái nè, hai cái nè, ba cái phải không nào? Là Trio, Evans và Thomas. Em dò xem có một trong ba cái này trong đáp án hay không. Câu D phải không nào? Trio. Ok, vậy đáp án là câu D ha. Sau cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là một cái announcement, thông báo dành cho những owners, chủ sở hữu của doanh nghiệp ở vùng Woodlands. Association là hiệp hội đấy. Merchant là thương gia ha, là những người buôn bán đó. Hiệp hội những thương gia vùng Woodlands đang lên kế hoạch, đang dự định để mà host là tổ chức ha, động từ host là tổ chức những cái concert, những cái buổi hòa nhạc vào tối thứ năm trên cái lawn là bãi cỏ, square là quảng trường, trên cái bãi cỏ của quảng trường trung tâm từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7, từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Chúng tôi đã tổ chức những cái buổi hòa nhạc như vậy qua một vài năm và đã có cái turnout, mình có từ turnout là cái số lượng người tham gia hay là số lượng người tham dự đây. Turnout, số lượng người tham gia ha. Và every time, mỗi lần tổ chức thì đã có cái số lượng người tham gia rất là tốt. However, tuy nhiên, những cái sự kiện năm nay đó, lần này đó thì entail, mình có động từ entail là yêu cầu hoặc đòi hỏi ha. Đòi hỏi hoặc là yêu cầu. Thì entail đòi hỏi một cái expense, mình có từ expense là chi phí hay là phí tổn nè. Một cái chi phí significant là đáng kể ha, lớn hoặc đáng kể. Tuy nhiên những cái sự kiện lần này á, thì entail đòi hỏi một cái chi phí đáng kể, một cái chi phí lớn cho cái hiệp hội. As bởi vì chúng tôi hầu như phải trả tiền cho performers, là những người biểu diễn hay những người trình diễn nè. Động từ perform là biểu diễn hay là trình diễn, còn performers là những người nghệ sĩ biểu diễn trình diễn ha. As a result, có nghĩa là do đó đó, do đó thì chúng tôi đang cung cấp cho những doanh nghiệp ở địa phương một cái opportunity, cơ hội để mà sponsor. Động từ sponsor là tài trợ ha. Sponsor, tài trợ. Để tài trợ cho cái buổi hòa nhạc. Cái điều này sẽ giúp cho cái hiệp hội control, quản lý, kiểm soát được cái chi phí. Trong lúc đó thì bạn có thể promote. Mình có động từ promote có ba nghĩa là gì em? Thăng tiến, quảng cáo và khuyến mãi phải không nào? Ở đây có nghĩa là quảng cáo đó em. Trong lúc đó thì bạn có thể quảng cáo được những cái cửa hàng, những cái shop của bạn đến public, đến công chúng. Sponsorship, cái việc tài trợ thì bao gồm một cái banner, một cái băng rôn cùng với cái tên của doanh nghiệp của bạn ở trên đó, và nó sẽ được gắn ở trên cái stage, là cái sân khấu đó em. Cái sân khấu performance là sự trình diễn hay là biểu diễn ha, là cái sân khấu biểu diễn đó. Bạn có thể có cái sự lựa chọn là setting up, bố trí một cái booth, mình có từ booth là quầy hay là gian hàng đấy em. Booth là cái quầy hay là cái gian hàng ha. Bạn có thể chọn bố trí một cái quầy, cái gian hàng promotional là quảng cáo đấy em. Đây là cái tính từ của động từ promote ha. Promotional, quảng cáo. Bạn có thể chọn bố trí một cái gian hàng, một cái quầy quảng cáo ở trên cái lawn, cái bãi cỏ, và được phép để mà hand out, động từ hand out là phân phát đem, và được phép phân phát những cái flyers, những cái tờ bướm, tờ rơi quảng cáo, và give away, tặng những cái coupons, những cái phiếu khuyến mãi và những cái mẫu sản phẩm. Những ai mà sponsor, những ai mà tài trợ, những công ty nào mà tài trợ cho cái buổi hòa nhạc từ 500 đô trở lên thì sẽ có cái tên nè, logo nè và thông tin liên lạc của doanh nghiệp của họ được in cùng với cái quảng cáo của sự kiện ở trong cái tờ báo này, được không nào? Trời tiếp. Cái hiệp hội những thương gia ở vùng Woodlands, aim to, mình có từ aim để với giới từ to, aim to có nghĩa là nhắm đến, hướng đến một cái mục tiêu gì ha. Aim to,
nhắm tới hay là hướng tới một cái mục tiêu gì? Cái hiệp hội này thì nhắm tới, hướng tới việc mang cái cộng đồng những doanh nghiệp và những resident là cư dân ở địa phương đến với nhau, bring together, mang đến với nhau. Và những cái buổi hòa nhạc mà được tài trợ thì sẽ là một cái cách rất là thú vị để mà achieve là đạt được đấy em. Động từ achieve là đạt được ha. Để mà đạt được cái goal, mình có từ goal là mục tiêu hay là mục đích á. If you would like, nếu mà bạn muốn participate là tham gia ha, thì hãy liên hệ với lại coordinator là điều phối viên đấy. Coordinator, điều phối viên ha. Nếu bạn muốn tham gia thì hãy liên hệ với điều phối viên có tên là Dan Barry tại cái email này để mà finalize, quyết định hoàn tất cái việc sắp xếp cho cái việc sponsorship tài trợ. Rồi bài số 2 ha. Bài số 2 là một cái lịch trình. Schedule, lịch trình các buổi hòa nhạc vào mùa hè của cái hiệp hội những thương gia ở vùng Woodlands. Below, bên dưới là một cái lịch trình cho cái buổi hòa nhạc. Sponsorship rates là cái giá cho cái gói tài trợ thì được determine, mình có từ determine là xác định đi. Determine là xác định ha. Được xác định bởi cái chi phí của những cái người trình diễn, biểu diễn hoặc là band là ban nhạc. Mỗi cái package, cái gói tài trợ đó thì bao gồm banner là việc treo băng rôn nè, và một cái booth, cái quầy, cái gian hàng promotional quảng cáo. If, nếu mà desire, mình có từ desire là mong muốn hay là khao khát ha. Mỗi cái gói tài trợ thì sẽ bao gồm việc treo cái băng rôn và việc đặt một cái gian hàng quảng cáo nếu mà muốn. Cái việc đồng tài trợ, co-sponsorship là việc đồng tài trợ đấy em, bởi hai công ty thì cũng permissible, có thể được cho phép luôn. Bất kỳ những cái items, những cái sản phẩm, những cái món đồ nào mà distributed, mình có từ distribute là phân phát ha. Bất kỳ những cái sản phẩm, món đồ nào mà được phân phát thì không có nằm trong cái phần chi phí được liệt kê ở bên dưới, mà phải được chi trả bởi sponsor, người tài trợ. Sponsor, những người tài trợ thì phải là thành viên hiện tại của cái hiệp hội này. Rồi em sẽ mặc là lịch trình ha. Date là ngày nè. Performer or band là cái người trình diễn hoặc là ban nhạc. Style of music là cái thể loại nhạc nè em. Và đây là cái chi phí cho cái tài trợ ha. Rồi cái này dễ mình bỏ qua nha. Đọc câu cuối luôn đi em. Contract, cái mục mà có dấu sao á, là mục này nè. Đối với những cái mục kia có dấu sao đó em, thì là cái hợp đồng nó chưa được sign, chưa được ký. Performer subject change, mình có từ subject to. Subject to có nghĩa là chịu hay là chấp nhận đấy em. Phải chịu, phải chấp nhận ha. Chỗ này có nghĩa là những cái người trình diễn, những cái người biểu diễn đó thì phải chịu thay đổi. Có nghĩa là sao? Bởi vì á, những cái buổi hòa nhạc và đánh dấu sao đó thì hợp đồng chưa có được ký, cho nên là những người biểu diễn được đề ra ở đây nè thì có thể là được thay đổi ha. Ok, rồi tiếp. Có 181, câu B mình có từ revise là duyệt lại hay là chỉnh sửa lại, gặp rất nhiều rồi. Regarding là liên quan tới. Câu B là một cái chính sách đã được chỉnh sửa liên quan đến những cái tài liệu quảng cáo. Câu C mình có từ campaign là gì em? À, chiến dịch ha. Câu D mình có từ establishment. Đây là danh từ. Động từ là establish. Thường thường động từ establish có nghĩa là thiết lập ha. Nhưng mà establishment á, ngoài cái nghĩa là sự thiết lập thì có nghĩa là cái tổ chức hay là doanh nghiệp nữa em. Establishment là một cái tổ chức hay là doanh nghiệp nữa ha. Ở đây là cô đi là một cái cơ hội quảng cáo cho những cái tổ chức doanh nghiệp ở địa phương. Có 182, câu B mình có từ foster. Động từ foster là thúc đẩy hoặc là tăng cường ha. Foster, thúc đẩy hoặc là tăng cường. Interaction là sự tương tác đây, sự tương tác. Citizen là công dân ha. Vậy câu B có nghĩa là foster, thúc đẩy tăng cường cái sự tương tác giữa cái doanh nghiệp và công dân. Cô đi mình có từ charity là từ thiện ha. Từ thiện, charity program là chương trình từ thiện. Có 183, câu B mình có từ donation là sự quyên góp nè. Sự quyên tặng, sự quyên góp ha. Donation, sự quyên góp. Rồi audience là khán giả. Khán giả ha. Câu B là chúng thì được trả một phần là bởi cái sự quyên góp, được thu từ khán giả được không nào? Ok.